Vì sao nhà báo Đặng Thị Hàn Ni từ bị hại thành bị can? Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Tối ngày 25 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hàn Ni, nghề nghiệp luật sư, nhà báo, ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và một số cá nhân đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Đặng Thị Hàn Ni đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Đặng Thị Hàn Ni, thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm bị khởi tố trong năm 2022 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự, Đặng Thị Hàn Ni là một trong 9 người bị hại. Cùng ngày 25 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, nghề nghiệp luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Hiện đã di lý bị can từ Khánh Hòa về thành phố Hồ Chí Minh. Bị can Trần Văn Sĩ bị khởi tố theo đơn tố cáo trước đây của bị can Nguyễn Phương Hằng. Việc những diễn biến vừa qua, rõ ràng với mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý một cách công khai, minh bạch. Ai bị sai phạm thì đều bị xử lý, và rồi sẽ không tồn tại cái gọi là lên mạng xã hội để bôi xấu nhau, coi thường pháp luật nữa. Rồi ai sẽ tiếp tục nhập kho sau những nhân vật trên? Hãy để lại bình luận của các bạn phía dưới.